Sáng ngày 28 tháng 9, Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ diễu hành, biểu dương lực lượng, phương tiện và hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở trên địa bàn quận Gò Vấp. Công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi gia đình và xã hội. Do đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải nêu cao tính tích cực, chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Các đơn vị cơ sở ở quận Gò Vấp đã triển khai nhiều hoạt động phòng cháy chữa cháy như huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy trong nhân dân, xây dựng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng trong khu dân cư, thu hút nhiều người tham gia. Vì vậy, nhiều vụ cháy đã được phát hiện sớm và xử lý nhanh, giảm được thiệt hại về người và tài sản.